Một lượt trận rất đáng được chú ý. Cuộc đối đầu giữa Bia Thành Diều và Lê Bảo Minh sẽ có kết quả như thế nào? Thành Bèo. Cần nói cho đến lúc này thì tất cả các đấu diễn ra. Và dứt điểm của Thành Bèo. Một bàn thắng rất đẹp của Thành Bèo. 1-0. Giờ là mình đang ở Cần Thơ với em Lê Bảo Minh FC. Đang khởi động. Chào. Chuẩn bị cho trận thi đấu đầu tiên tại giải đấu với Cần Thơ này. Đối thủ thì khởi động bên kia. Mấy anh em khởi động bên đây. Rồi, để xem đội chúng ta đá giải hôm nay có ai ta. Đại ca. Ngon luôn. Phi Củi. Đinh Tấn Thành. Lý Trung Hiếu. Quỳnh Minh Lai. Cậu tới đang nghe điện thoại. Rồi, ai đây? Đinh Thành. Đợi chữ. Nam Ca Ca. Đỗ Kim Thái. Em của Đỗ Kim Phúc nha. Ngọc Lành. Ôi, Kim Messi hôm nay làm huấn luyện viên nha. Làm coach nha. Có Bell không đi nên thành ra Kim Messi đứng coach giùm. Thế là không được đá. Bất khả kháng là bạn không thể này không. Không được đá có buồn không? Hơi buồn. Ai nữa? Có Khánh Bell với Phát Nhỏ đây. Lúc này là 9 giờ sáng tại sân bóng đá An Bình. Đá buổi sáng khá hốc nha anh em. Đây, Kiên Hà Gia. Bé Chí và Trường Sơn. Rồi giờ thì cho đội khởi động bóng. Chuẩn bị di chuyển qua sân để thi đấu trận đầu tiên tại vòng bảng giải đấu với Cần Thơ này. Chờ xem nhé. Tổ 1 luôn nha. Tổ Tinh Thành sẽ đá trước. Thành, Bèo, Đại Ca với lại Di Lai. Đúng rồi. Còn tổ còn lại là tổ Phi Củi. Dù là hồi nói sao luôn. Là tổ 1 trước luôn. Là anh em nhớ nè. Vô lưu chuyển banh trước. Lấy cái nhịp trước. Không gấp gáp. Từ từ chơi. Chắc chậm. Nha. Ok. Anh em cứ nhắc nhau đá, sang gót chân đá. Anh em tập trung nha. Mình không ăn được người ta, đừng để người ta đâm mình. Anh em tập trung nha. Đó, thủ lên. 1 2 3 Lê Minh. Thủ lên, thủ lên. Đinh Thành, Chén Hói, Khánh Bèo, Quỳnh Mỹ Lai, 13. Ngọc Lành, Bé Chí, Đại Ca, Đỗ Kim Thái, Kiên Ha Gia, Nam Ca Ca, Lý Trung Hiếu, Đinh Tuấn Thành, Phi Củi, Trường Sơn. Đinh Thành là khách thần nha anh em. Ồ, khán giả dưới đây rất là đông anh em ơi. Quá xa đông. Kính hết luôn. Và cùng với cầu thủ vào số 12 là Kiệt Thái, hay còn gọi là Kiệt Súng, và đứng trong khung gỗ là thủ thành Vĩ Đô Lê Hoàng Đạo Sang Thủ. Và đồng hành cùng với các bạn là tôi, Quân Luân Viên Đô Vinh, và Quân Luân Viên Chú Hề Bình Thân Trong Thái Hoàng. Và như vậy lúc này hiệp 1 kỳ đầu cũng đã được bắt đầu. Ngày hôm nay thì Lê Bảo Minh sẽ ra sân trong trang phục áo trắng vô trắng và có trắng. Hiệp 1 này sẽ kết thúc bộ được điểm tay phải mà các bạn. Ở phút trước 10 trận đấu rất kịch tính của bảng xếp hạng. Náo nhiệt, cực náo nhiệt. Và chúng ta cùng chờ xem một lượt trận rất đáng được chú ý. Cuộc đối đầu giữa Bia Thành Diều và Lê Bảo Minh sẽ có kết quả như thế nào? Thành Bèo. Có thể nói cho đến lúc này thì tất cả các đấu diễn ra. Và dứt điểm của Thành Bèo. Một bàn thắng rất đẹp của Thành Bèo. 1-0. Pha tỷ đè và dứt điểm rất đẹp của Thành Bèo. Đầu tiên trận đấu này. Và tỷ số cũng đã được mở. Và 1-0 dành cho các cầu thủ Lê Bảo Minh khi khán giả vẫn chưa ngồi ấm chỗ các bạn. Thì hiện tại trên trang An Bình cũng không có nhiều ghế ngồi, một số anh em có chỗ ngồi, một số anh em thì không. Cũng rất vui vì xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và các bạn đừng quên tiếp tục hỗ trợ ekip Endo Media và cách nhóm lấy được bạn rồi. Hắn Bèo làm lỗi.
Pha tỷ lệ rất tốt của Thanh Bèo. Wow, pha dứt điểm trúng cột dọc. Đó là cặp đấu giữa Đình Thành và Cú Sút. Sút ngay thủ môn của Đình Thành. Này có thủ môn Huy Trắng số 1, số 12 Lưu Lai và cầu thủ Thông Bao. Đều. Em ơi nè. Và đó cũng thực sự là một pha xử lý rất hay đến từ Bị Cối. Không vào. Xin gửi lời cảm ơn mọi người. Rất mong Minh Thiện cùng với các đem sẽ tiếp tục chia sẻ video để cổ vũ cho hai cầu thủ Lê Bảo Trung cho màu trắng và Phi Thành Diệu cho màu đỏ. Lúc này đang hòa nhau. Cú sút. Không vào. Thêm một cú dứt điểm nữa. Và phạm lỗi của Lý Trung Hiếu. Lý Trung Hiếu. Qua người đất đây, chân trái. Phạm lỗi rồi. Thay tổ. Bình Thành vào lại. Khán giả Lê Khôi thì cầu thủ cho số ca Bình Thành cố lên. Xin chào Vinh Nguyễn. Xin chào anh Thâm bên em. Trong hiệp đấu đầu tiên này. Qua dứt điểm của Milai. Chạy lưới. 2-1. Bàn thắng rất đẹp của Milai. Ngay góc thượng. Và một pha kiến tạo của Đinh Thành. Và dàn xếp các bạn rất tốt của Lê Minh FC. Số 10 của đội bóng này quá lợi hại trong những tình huống cố định. Ở tình huống đá phạt trực tiếp của Cao Lãnh cũng đã trở lại sân để kịp chống tiền thành và máy đá uy tín. Đúng chưa? Tiếng cầu được kết lên trước đó và va chạm của hai cầu thủ số 10. Và xin chào anh Thành bên em. Tỷ số của Lộc Tài và Việt Tân Bình lúc này là 2-1. Xin thông tin của Vũ Đồng. Các bạn ơi, các bạn vẫn đang được theo dõi buổi tổ chức. Quá, pha dứt điểm rất mạnh rồi đội bạn. Hai pha liên tiếp. Rất đẹp các bạn của chúng ta. Và chặn pha rất tốt của chặn thôi. Tỷ số vẫn còn là 2-1 nghiêng về các đội bạn. Wow, bị qua người rồi. Kia Hà Gia rất tốt. 2-1. Pha dứt điểm của Nam Kaka không được. Nam Kaka thì đầy rất tốt. Qua người vẫn không được. Chặt bóng rất tốt của Lý Trung Hiếu. Chào Nguyễn Vận Quy Lê, cổ vũ cho Nam Tấn Âu. Cả đường ban rồi, Nam Kaka. Đinh Tuấn Thanh. Pha dứt điểm hơi nhẹ. Pha dứt điểm của Đinh Tuấn Thanh. Sẽ có được giả đá thật nhất. Hai đội đang bốn lỗi. Cả đường ban một đường chuyền lên bị Kiên Hà Gia cắt được rồi. Thanh Nam Kaka chuyền ngang cho Đinh Tuấn Thanh, một cú dứt điểm. Pha dứt điểm của Lý Trung Hiếu. Tiếc là trúng chân hậu vệ đội bạn ra ngoài. Đây nè, phía cuối rất tốt, rất chậm rãi. Đã cao nhất của Lê Bảo Minh này, nó chính là Quang Phương, số 20. Lắm hơi nhẹ. Nhưng lại sẽ sớm cái này. Wow, phải dứt điểm ngay. Ném lên. Lấy được không? Phía cuối. Wow, bóng đi hết biên rồi. Kim Thái tỷ lệ rất tốt, vẫn tỷ lệ 13. Đinh Thành tài chuyện rất tốt. Phía cuối, tới cho phía cuối rồi. Lên bên. Pha bẻ ở chân trái rất tốt. Tiếng hai, một cú dứt điểm của Đỗ Kim Thái. Rất tiếc bóng lại đi ra ngoài. Kết thúc hiệp 1. Kết thúc hiệp 1 này thuộc về Kim Thái. Hiệp 1 xong là 2-1.
Nhưng đáng tiếc là không có bàn thắng tiếp theo. Đá buổi sáng thì rất hóc anh em ơi. Nên ra là luôn phải giữ một thể lực rất tốt trong suốt trận đấu. Đá chậm mà chắc. Nhưng không qua lên mạnh ào giống như khi mỗi khi mình hay đá buổi tối nha anh em. Ok, chờ xem hiệp 2 nha. Một bàn thắng mấy câu. Anh em phải chơi, không có gì hết, anh em chạy vô cứ hết mình. Chơi mạnh ra, mình đủ ra. Chơi nha, chơi. Chơi được phá mạnh. 1, 2, 3, 5. Số 19 Duy Khánh, còn số 12 Duy Lai. Và ba cầu thủ mang áo số 3. Không vào. Một pha lăn rất lăn xả của Trang Hối và Đinh Thanh. Duy Lai chuyển bóng lên. Đại ca. Phản người rất tốt. Đinh Thanh. Pha chuyền ngay của Đinh Thanh, Khánh Bèo. Không vào. Pha dứt điểm không thành công của Khánh Bèo. Chuyền về cho Đinh Thanh. Một đường chuyền dài không tới được chân của Tài Ca. Các banh, một pha các banh rất tốt của Mi Lai. Một pha người rất hay của Mi Lai. Chuyền về cho Đinh Thanh, một cú dứt điểm ngay góc. Một pha dứt điểm rất tuyệt vời của Đinh Thanh. Một pha đột phá rất hay của Quỳnh Mi Lai. 3-1. Pha dứt điểm quá hiểm của Đinh Thanh. Thay tổ. Trước đó thì Đức Thành là người kiến tạo dành cho My Lai. Và vừa rồi là màn đáp lễ rất ấn tượng của cầu thủ mang áo số 12. Có thể lập trường được tới rồi không? Chúc mừng đang là ha. Và ném bóng lên cho Đinh Tấn Thành. Chuyền ngang. Không tới được chân phía cuối. Đinh Tấn Thành. Tiếp tục tấn công dành cho Lê Bảo Minh. 1-1. Rất đây chậm rãi. Chị Hà Gia. Đinh Tấn Thành. Phải dứt điểm. Wow. Chệt cột dọc trong gang tấc. 13. 1.600 người đang xem kỳ sức. Đinh Tấn Thành, Kiến Hà Giao, một đường giọt khe rất hay của Kiến Hà Giao. Không qua được thủ môn. Và xử lý hay của Bảo Hoàng Nam. Đã có lỗi rồi. Phạm lỗi. Vâng, Hoàng Nam họ vỡ và vừa rồi đã thi trường. Thời gian cho đội bạn. Để xem pha đá phạt này của đội bạn như thế nào nha. Các bạn nào ở phía khu vực căng tin xin dùng cho bình luận viên một cái bạc để bạc tiền. Đi ngang. Không vào. Pha cản phá rất tốt của Trắng Hối. Nhất là với cái bạc tiền số là đang là 3 bạc. Và lúc này trận đấu giọt khe. Không vào. Pha rất lăn xả của Lý Trung Hiếu. Đinh Thanh. Không hiểu ý. Ổn tới chân của Kiến Hà Gia rồi. 2-1. Một pha dứt điểm ngay. Không vào. Một đường chuyền ngang của Kiến Hà Gia. Và một cú với người của Khánh Bèo. Rất tiếc bóng lại không đi vào lưới. Vâng, một số khán giả và vào fan đây không xem Lê Bảo Minh, cũng không xem Đưa Thành Diệu, mà chủ yếu là để camera lướt qua anh freestyle. Cảm ơn mọi người. Và ngay đầu chiều nay anh thi freestyle sẽ có màn biểu diễn tại lễ khai mạc diễn ra vào lúc khoảng 17 giờ. Việc này hình như ngoài dự kiến của mình nha anh em ơi. Không liên quan. Một cú dứt điểm ra ngoài của đội bạn. Họ thay người không hợp lý và 2-1 và dứt điểm của My Lai. Những cầu thủ có bàn thắng cho Lê Bảo Minh trong này vẫn đang chơi rất hay. Tức là chúng ngay Nam Kaka văng ra ngoài, không phải văng vào lưới. Một cú sút ngay đúng môn, đi chén. My Lai giữ được banh rồi. Phía cuối. Chán Hối. Chuyền dài lên, không lấy được banh. Đội bạn đã năm rồi, bắt bắt lây, 5 câu. Các bên, Kiến Hà Gia, pha đá, ra ngoài. Và sơ đồ hình vuông sẽ được dùng để hay thật. Chống trời này, chiến dịch bao lây hay vẫn là bao lây. Các bên không thành công. Cú dứt điểm. Không vào. Và dứt điểm rất nguy hiểm của đội bạn. Cả cầu thủ Đi Thành Diệu cần phải sớm có bàn thắng. Chuyển lên, cắt được banh rồi, Khánh Bèo. Và dứt điểm ngay. Không thành công của Khánh Bèo. Phải kỹ lại em ơi. Và bây giờ được 2.300 người. Racing.
Lê Minh Racing. Đinh Hân. Vẫn là Đinh Hân, rất nhanh. Phạm lỗi. Và phạm lỗi của đội bạn. Nếu không là một pha dứt điểm của Đinh Hân. Chị đang quay video và đang diễn xuất đến chiều nay còn biểu diễn phục vụ cho khán giả miền Tây. Hết giờ. 3-1. Màu chiến thắng nghẹt thở nhưng vô cùng xứng đáng. Rất hay. Sở Tra Đồng Thành và kết đầu đời sẽ có 3 điểm đầu tiên. Tiếc nối là những gì diễn ra. Quá tuyệt vời. Chiến thắng đầu tiên của Lê Minh FC tại giải thi đấu tại Cần Thơ này hôm nay. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho một trận đấu rất công hiến đó. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau chiều nay vào lúc 16 giờ chiều. Sao? Mày sẽ nhận xét gì không? Làm có tóc sẽ mau bạc nha mấy bạn. Làm có thì tóc sẽ mau bạc nha. Chiến thắng 3-1 rất tốt của Kim Messi và các đồng đội. Quá tuyệt vời. Rồi, hay thì nhớ like nha. Nhớ like nha, nhớ subscribe nữa nha. Đừng có xem mà không subscribe nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Bú và em.